Tổng thống Hoa Kỳ thách thức nói rằng nếu anh có khả năng thì đến đây, Tom trực tiếp phóng bom hạt nhân cấp địa ngục, bay đến Los Angeles, thật xứng danh ông trùm xứ giàu. Những gì Tổng thống nói giống như vô nghĩa, mọi người bị choáng váng bởi sự quả quyết của Tom. Chỉ thấy tên lửa bay với tốc độ siêu thực, chỉ mất 24 phút, nó đã bay vào vòng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Lúc này hệ thống phòng không đã phát hiện sự xuất hiện của bom hạt nhân, Jack nhấn nút mà không nói một lời, đánh chặn thành công bom hạt nhân. Đột nhiên bầu trời biến thành pháo hoa, nhưng những điều khủng khiếp hơn vẫn còn chưa đến. Tom khá tức giận, anh ra lệnh gửi 100 quả bom, 15 quả bom lớn và có sức sát thương cao ngay lập tức bay lên từ mặt đất. Thung lũng trống rỗng được thắp sáng ẩn chứa đầy sự tức giận, một vòng cung tuyệt đẹp được vẽ ra trên bầu trời, đếm ngược đến sự hủy diệt của nước Mỹ. Sau trận này, người ta ước tính rằng toàn bộ Hoa Kỳ sẽ không còn tồn tại, ai cũng sợ sệt, và các nút khởi động hệ thống chống tên lửa đều bị phá hủy. Jack chỉ có thể dùng đến hệ thống điều khiển khởi động bên vòng ngoài, nhấn Enter khi chỉ còn 0,332 giây, tên lửa bay ngang trời, chúng được hình thành giống như đuôi của một con cáo chín đuôi. Tên lửa bị đập tan tành, một mối đe dọa tốt bây giờ lại là một màn bắn pháo hoa. Khi mọi người nghĩ đã có thể yên tâm, một con cá lọt lưới đã tiến vào phạm vi được khoanh vùng. Người đàn ông đang ngồi trong nhà vệ sinh và gọi cho cảnh sát. Khi nhìn thấy cảnh sát đến, anh ta liên tục la hét để được giúp đỡ. Khi đó các nhân viên cứu hỏa nhận thấy, người đàn ông trông như đã bị đóng đinh tại chỗ, không thể di chuyển được. Người đàn ông nói rằng thắt lưng của anh ta bị gãy. Các nhân viên cứu hỏa đã giúp người đàn ông ngồi lên trước để anh ta có thể thở dễ dàng, và đeo nẹp cổ cho anh ta để tránh bị thương thêm. Nhưng sự việc tiếp theo lại khiến cho mọi người phải bối rối. Bác sĩ nâng cánh tay của người đàn ông lên và giữ yên ở đó, nhưng ngay lập tức cánh tay lại tuột xuống. Bác sĩ của đội chưa bao giờ thấy tình huống như vậy cả. Lúc này người đàn ông mới chậm rãi nói ra lý do. Hóa ra anh ta mất việc vì dịch bệnh nên đã bắt đầu ở nhà. Hôm đó ngủ dậy thấy TV quên tắt vẫn đang bật và đang phát một quảng cáo thể dục. Vốn tính lười biếng nên khi nhìn vào đống cơ bắp trong quảng cáo, anh ta tắt TV với vẻ mặt khinh thường. Sau đó anh ta tìm thứ gì đó để ăn, bật điện thoại lên xem lại thấy quảng cáo thể dục ban nãy, nhưng người đàn ông bỏ nó qua một bên và tiếp tục ăn. Sau bữa tối anh ta xuống nhà lấy lá thư, không ngờ rằng tờ quảng cáo thể dục đó cũng lại lẫn trong những lá thư. Anh ta ném nó thẳng vào thùng rác. Đêm đó khi anh ta vô tình chạm vào điều khiển từ xa trong lúc đang ngủ, quảng cáo thể dục này đã đánh thức anh ta. Khi anh ta đi xuống nhà để lấy đồ ăn, lại thấy biển quảng cáo thể dục ở trên đường. Nó thật sự đã ám ảnh anh, ngay cả taxi cũng có biển quảng cáo như vậy. Anh ta không nói nên lời. Hay là thử tập thể dục theo quảng cáo này nhỉ? Lúc ban đầu, mọi thứ rất dễ dàng, cho đến khi bắt đầu chống đẩy, cơ thể lâu ngày không vận động của anh ta bắt đầu thấy mệt mỏi. Anh ta chưa kịp thở đã chuyển sang động tác tiếp theo, nhưng anh ta thấy động tác đó là sở trường của mình nên rất hứng thú làm ngay, và huấn luyện viên cũng tuyên bố kết thúc buổi tập. Nhưng người đàn ông lại không quan tâm. Sau khi thực hiện 500 lần gập bụng, người đàn ông đột nhiên cảm thấy hơi đau bụng, nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh. Ngay lúc này một tai nạn đã xảy ra, anh ta vô tình làm rơi giấy vệ sinh xuống đất, nhưng khi cúi xuống nhặt nó lên, thắt lưng dường như bị gãy, thân trên không tự chủ được mà ngã lên đùi, không thể di chuyển được. Anh ta sợ đến mức gọi cho cảnh sát. Sau khi nghe người đàn ông kể lại, bác sĩ của đội ngay lập tức hiểu ra, người đàn ông tập luyện quá sức, dây thần kinh cổ căng quá mức, bị chèn ép nặng nề, gây co thắt và đơ cứng cơ thể, nhưng nó chỉ là tạm thời thôi. Bác sĩ liền tiêm thuốc giảm đau cho người đàn ông để giảm căng cơ.